Bạn còn nhớ Tam Đại Con Gà vào những năm về trước, An Dương Vương đã cháy nổ thành mục đích bảo vệ đất nước. Nhớ cô gái tên Tắm, nhớ giả tâm của mẹ kế. Thị ơi thị đó bị bài câu chuyện tuổi thơ mẹ kể. Những bài ca dao than thân cả tình yêu thương tình nghĩa, tập làm văn phong cách tự sự sau lời tiễn dặn thấm thía của chàng trai tiễn người yêu về nhà chồng phương xa. Những văn học dân gian đã một thời trôi qua, cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi với tâm trạng vui vẻ, cùng khí thế quân tướng nhà Trần Phạm Ngũ Lão hổ thẹn. Ông không tài như Gia Cát Lượng trong thời đại Hán Quốc, nhưng vẫn nước Trường Tồn gắn bó để giang sơn thịnh trị. Có những ngày thật im dịu như cảm xúc mùa thu, một thiên nhiên ảm đạm cái tình nhà thơ Đỗ Phủ. Người vẫn thương dân như Bạch Đằng Giang Phú và bài Bình Ngô Đại Cáo tâm hồn yêu nước hội tụ. Có Trần Quốc Tuấn, ôi hưng đạo đại vương, một lòng trung thành với vua nên nhân dân lại thương. Những hồi trống cổ thành, những câu từ ẩn dụ, như thái sư Trần Thủ Độ người có bản lĩnh đa mưu. Ta thương cho nàng Kiều khi học phần trao duyên, rồi chí khí anh hùng cho đến phần thề nguyền. Nỗi thương mình của Kiều là cuộc đời gian truân, gian truân hơn là khi giáo viên dạy văn nghị luận. Ta có Trần Quốc Tuấn, ôi hưng đạo đại vương, một lòng trung thành với vua nên nhân dân lại thương. Những hồi trống cổ thành, những câu từ ẩn dụ, như thái sư Trần Thủ Độ người có bản lĩnh đa mưu. Ta thương cho nàng Kiều khi học phần trao duyên, rồi chí khí anh hùng cho đến phần thề nguyền. Nỗi thương mình của Kiều là cuộc đời gian truân, gian truân hơn là khi giáo viên dạy văn nghị luận.